Em có thai rồi. Sau này sinh con ra, tôi sẽ cho cô một danh phận. Mày ở nhà ngủ, chồng tao chửa anh mộng ra. Trang ơi. Dạ. Lấy cho tôi cốc nước. Vâng ạ. Nước của anh này. Ừ. Cảm ơn cô. Anh Long này, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế? Em có thai rồi. Có thai á? Cô nói cái gì cơ? Cô đùa tôi đấy à? Cô nói cho tôi biết, cái thai này có phải là của tôi không? Chắc. Em chỉ ngủ với mỗi mình anh thôi mà, còn ai khác nữa đâu. Thôi được rồi, cô cứ yên tâm dưỡng thai đi. Sau này sinh con ra, tôi sẽ cho cô một danh phận. Trang, dạo này ở nhà chị cảm thấy thế nào? Dạ, tốt chị ạ. Dạo này em càng ngày càng đẹp lên ý nhở. Người ngoài nhìn, người ta lại tưởng em là chủ. Chị lại là ô xin ấy. Chị cứ đùa, em nào dám ạ? Đùa gì đâu, ngồi lên đây. Lên đây ngồi. Trang anh xinh đẹp như thế này, chắc là ra ngoài đường khối anh chết đấy nhở. Đâu ạ? Em ở nhà suốt mà chị. Em có đi đâu đâu. Có mà. Có chồng chị đây thôi. Chị nói gì đấy? Em không hiểu ạ. Không hiểu á? Không hiểu á? Hả? Con khốn này. Mày ở nhà ngủ, chồng tao chửa anh mộng ra. Sao rồi mà bảo không hiểu á? Hả? Chị ơi, chị bình tĩnh nghe em nói, chuyện không như chị nghĩ đâu ạ. Không như tao nghĩ á? Tao nghe thấy hết rồi nhá. Chú Mạnh sinh cái đứa nhiệt chủng này ra xong leo lên đầu tao ngồi đúng không? Hả? Ừ, đúng không? Chị ơi, em biết lỗi rồi, chị tha cho em ạ. Tha à? Được á. Thì uống cốc nước này đi. Uống xong tống cổ cái đứa đấy ra khỏi bụng mày. Nó tha cho mày. Không chị ơi, em xin chị. Chị làm gì em cũng được, em xin chị tha cho con của em ạ. Uống em. Uống đi. Mày uống. Cô uống ra. Em có sao không? Cô bị điên à? Phải. Tôi bị điên đấy. Không phải tôi bị điên vì anh sao hả? Có thế nào á? Thì nó vẫn là con của tôi. Là một mạng người. Cô định phạm tội giết người à? Không chỉ muốn giết mỗi nó đâu. Tôi còn muốn giết cả anh nữa đấy. Anh ngủ với nó, có con với cả nó. Anh coi tôi là cái thá gì? Đã bao giờ anh coi tôi là vợ của anh chưa? Đúng. Cô là vợ của tôi. Nhưng mà cô đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa? Tôi là con một. Sống với cô bao nhiêu năm rồi, cô không thèm đẻ cho tôi một đứa con. Cô chỉ mải mê đi kiếm tiền thôi. Mà nếu như cô không đẻ, tôi phải tìm người khác đẻ thay. Cô thấy thôi. Anh, con khốn. Cô làm gì đấy? Cô làm gì đấy? Sao? Em có sao không? Em có sao không? Đau quá. Cô, con tôi mà có mệnh hệ gì thì cô đừng trách tôi đấy. Để anh đưa em dậy nào. Để anh đưa em đi viện nhá. Cẩn thận, từ từ thôi. Mặc dù trong chuyện này
tôi là người sai. Nhưng tôi không thể nào sống với một người vợ như cô nữa. Chúng ta ly hôn đi. Cứ đi thôi em.